Dỗ tin Hyun Bin và Son Jae Jin sẽ kết hôn vào tháng 9 năm nay. Thông tin về đám cưới của cặp đôi Hyun Bin và Son Jae Jin rộ lên mới đây khiến nhiều người hâm mộ không khỏi phấn khích, vui mừng. Nhiều người còn chỉ ra lý do chắc nịch cho tin vui này. Theo thông tin rò rỉ từ giới giải trí Hàn Quốc, một đoạn clip phân tích về chuyện tình cảm của cặp đôi Son Jae Jin và Hyun Bin đã được lan truyền. Trong clip, người phân tích cho rằng rất có thể cặp đôi Oanh Vàng sẽ có tin vui vào tháng 9 năm nay. Người này đã nghĩ ra nhiều kịch bản có thể xảy ra trong mối quan hệ của cả hai khi người hâm mộ liên tục kỳ vọng cặp đôi sẽ sớm kết hôn, thậm chí sẽ đính hôn vào tháng 9 năm nay. Nói về lý do tin rằng tháng 9 cặp đôi sẽ có tin vui, người này phân tích dựa trên lịch trình công việc của cặp sao. Cụ thể, bộ phim Cross của Son Jae Jin hợp tác với Hollywood đáng lẽ sẽ khởi quay vào tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, do lịch trình dịch bệnh căng thẳng nên việc quay phim ở Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn, do đó dự án này sẽ được dời vào tháng 9. Trong khi đó, Hyun Bin đến tháng 9 cũng hoàn tất việc quay phim. Cặp đôi sẽ có khoảng thời gian từ nay cho đến tháng 9 để chuẩn bị, cũng như bồi dưỡng thêm tình cảm. Vì vậy, rất có thể cặp sao sẽ có những tuyên bố quan trọng về chuyện tình cảm vào dịp này. Dù đưa ra những giả thiết vô cùng hợp lý, nhưng đây cũng chỉ là dự đoán và chưa có bằng chứng cụ thể. Kể từ khi bị khui chuyện tình cảm, cả hai chỉ lên tiếng xác nhận duy nhất một lần. Tính cho đến nay, cặp sao cũng không nhắc đến nhau thêm một lần. Một đại diện trong ngành giải trí biết rõ Son Jae Jin và Hyun Bin đã dự đoán rất rõ khả năng kết hôn, cho biết cả hai đều đã gần bước sang tuổi 40 và họ sẽ không thừa nhận mối quan hệ của mình một cách hấp tấp vì tuổi tác của mình. Mối quan hệ của Son Jae Jin hình thành với Hyun Bin bắt đầu từ năm 2018 khi hợp tác trong dự án điện ảnh Cuộc đàm phán sinh tử. Mặc dù đồng ý tham gia cùng một bộ phim nhưng không thường xuyên chạm mặt, ít tiếp xúc do cảnh quay với nhau hạn chế. Thậm chí, Son Jae Jin còn nói trong một cuộc phỏng vấn rằng cô chỉ gặp Hyun Bin khi họ cùng lên đường đến các thành phố quảng bá phim. Vài tháng sau khi bộ phim ra mắt, Hyun Bin và Son Jae Jin được bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại một siêu thị ở Mỹ. Điều này ngay lập tức dẫn đến tin đồn hẹn hò đầu tiên. Những tin đồn hẹn hò vẫn tiếp diễn cho đến khi cả hai đồng ý tham gia drama tình cảm lãng mạn Hạ cánh nơi anh đài TVN. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, Son Jae Jin và Hyun Bin trở thành tâm điểm gây sốt sau khi bị lộ ảnh hẹn hò và lên tiếng xác nhận mối quan hệ tình cảm. Với tin vui trên, người hâm mộ đang tập trung vào việc liệu họ có đi đến quyết định kết hôn với nhau hay không. Son Jae Jin từng phát biểu, "Kết hôn, đó luôn là mục tiêu mà tôi mơ ước. Nhưng đôi khi tôi buồn vì tôi cảm thấy nó ngày càng xa rời tôi. Tôi tập trung vào công việc trong một thời gian dài đến nỗi, tôi đã bước qua tuổi 30 rồi. Nếu tôi đã quyết định mình sẽ không kết hôn, thì tôi sẽ không lo lắng nhưng tôi muốn kết hôn và tôi sẵn sàng kết hôn nếu gặp ai đó. Tôi muốn kết hôn trước khi bước sang tuổi 40. Được biết, Son Jae Jin vừa bước qua sinh nhật tuổi 39, tuổi 40 Hàn Quốc. Như vậy, có khả năng trong năm nay, cặp đôi sẽ lên kế hoạch đám cưới nếu tình hình Covid-19 ổn định hơn. Son Jae Jin và Hyun Bin được mệnh danh là cặp đôi oanh vàng của làng giải trí Hàn Quốc. Cả hai liên tục được đẩy thuyền phim giả tình thật cho đến khi thừa nhận chuyện tình cảm. Xứng đôi về danh tiếng, tiền tài và danh vọng, cả hai được nhận xét xứng đôi vừa lứa, đặt nhiều kỳ vọng sẽ sớm về chung một nhà.